Bài 25. Sinh sản ở thực vật. Một lớn sinh sản vô tính, một nhỏ hình thức sinh sản vô tính. Sinh sản vô tính ở thực vật hay còn gọi là sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cây con được tạo ra từ các bộ phận sinh dưỡng khác nhau của cây mẹ như củ, thân, rễ, lá, vân vân. Ví dụ, cây chuối sinh sản bằng cách nảy chồi từ thân ngầm của cây mẹ, khoai lang sinh sản từ một đoạn thân hoặc từ củ, vân vân. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo ra cây con có bộ gen giống cây mẹ, đảm bảo cho thực vật duy trì được kiểu gen thích nghi với môi trường sống. Vì vậy, hình thức sinh sản này phù hợp hay có lợi thế trong điều kiện môi trường ổn định và ít biến đổi. Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử. Trong đó, bào tử đơn bội được hình thành trong túi bào tử, tức thể bào tử của cây mẹ. Khi túi bào tử phát triển, đến giai đoạn nhất định sẽ vỡ ra, giải phóng bào tử vào môi trường nếu gặp điều kiện thuận lợi như độ ẩm, nhiệt độ. Thích hợp, bào tử nguyên phân nhiều lần hình thành cây mới, tức thể giao tử. Hình thức sinh sản bằng bào tử là một giai đoạn trong vòng đời của một số loài thực vật như rêu, dương sỉ. Hai nhỏ, các phương pháp nhân giống vô tính và ứng dụng trong thực tiễn. Khác với sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, phương pháp nhân giống vô tính nhân tạo cần đến sự tác động của các biện pháp cơ học, công nghệ sinh học, v.v. để điều chỉnh quá trình phát sinh hình thái từ mô, cơ quan sinh dưỡng hình thành cây con. Phương pháp nhân giống vô tính thường được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất là dăm cành, chiết cành, ghép cành hay mắt và nuôi cấy mô, tế bào, mở ngoặc vi nhân giống in vitro đóng ngoặc. A. Dăm cành. Dăm cành là kỹ thuật nhân giống sử dụng các đoạn cành bánh tẻ và các kỹ thuật năm học để tạo ra cây hoàn chỉnh. Phương pháp dăm cành được ứng dụng để nhân giống nhiều loại cây trồng khác nhau như hoa hồng, mía, sắn, v.v. Phương pháp dăm cành tạo ra số lượng lớn cây con có chất lượng đồng đều trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với các cành dăm lấy từ cây mẹ lâu năm, cây giống tạo thành thường nhanh già cỗi. B. Chiết cành. Chiết cành là kỹ thuật nhân giống mà cây con tạo được bằng cách thúc đẩy hình thành rễ từ vết khoanh vỏ một cành bánh tẻ trên cây mẹ. Quá trình ra rễ của cành chiết diễn ra tương tự cành dăm. Theo đó, dưới tác động của oxy, các tế bào tại vết cắt sẽ phản phân hóa thành mô sẹo. Mô sẹo này sau đó phân hóa để hình thành rễ bất định. Khi hệ rễ phát triển đầy đủ, cành chiết được tách khỏi cây mẹ và mang đi trồng. Chiết cành áp dụng phổ biến cho nhóm cây ăn quả thân gỗ như nhãn, vải, ổi, bưởi cam, v.v. Chiết cành cho tỷ lệ sống của cây con cao, có thể lên tới 100%. Cây thấp, tán lá gọn, sinh trưởng nhanh và khỏe nên thuận tiện cho quá trình chăm sóc. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là hệ số nhân giống không cao, thường chỉ ứng dụng ở quy mô sản xuất nhỏ, tuổi thọ của cây giống thấp. C. Ghép. Ghép là phương pháp nhân giống sử dụng đoạn cây, cành hay cành ghép hoặc chồi hay mắt ghép của cây này ghép lên thân hay gốc của cây khác, tức gốc ghép, cùng loài hoặc có quan hệ gần gũi, giúp tổ hợp các đặc tính tốt của cành ghép, mắt ghép và gốc ghép vào cùng một cây. Cây lấy cành hay là mắt ghép thường là cây cho năng suất cao, chất lượng tốt, trong khi cây dùng làm gốc ghép thường có hệ rễ khỏe, sức chống chịu cao với điều kiện ngoại cảnh như hạn, úng hay sâu bệnh, đặc biệt là các bệnh có nguồn gốc từ đất. Thông thường, gốc ghép sẽ ít ảnh hưởng đến đặc điểm của cành, mắt ghép. Sản phẩm của cây ghép mang hầu hết các đặc điểm giống với cây cho cành, mắt ghép. Ví dụ, ghép cành, mắt của cây hoa hồng với gốc cây tầm suông, ghép cam hoặc chanh trên gốc cây bưởi. D.
nhân giống in vitro, mở ngoặc, vi nhân giống, đóng ngoặc. Nhân giống in vitro là phương pháp được thực hiện dựa trên công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Quá trình nhân giống in vitro có thể được chia thành các giai đoạn chính dưới đây. Bước 1. Chọn vật liệu nuôi cấy. Vật liệu được lựa chọn để nuôi cấy có thể là mô lá, thân, rễ, đỉnh sinh trưởng, hạt phấn. Bước 2. Khử trùng. Vật liệu được khử trùng bằng một số hóa chất và tác nhân vật lý. Bước 3. Tạo chồi. Sau khi khử trùng, vật liệu được nuôi cấy trong môi trường có bổ sung chất kích thích tạo chồi. Bước 4. Ra rễ và tạo cây hoàn chỉnh. Chồi đạt kích thước tiêu chuẩn được chuyển sang môi trường có bổ sung chất kích thích ra rễ để tạo cây hoàn chỉnh. Bước 5. Trồng cây trong vườn ươm. Cây con tạo ra được chuyển sang bầu chứa giá thể phù hợp và đưa ra trồng tại vườn ươm để cây thích ứng dần với điều kiện tự nhiên. Phương pháp nhân giống in vitro được áp dụng rộng rãi ở nhiều loài cây khác nhau do hệ số nhân giống cao, có thể tiến hành quanh năm. Cây giống tạo ra sạch bệnh và có thể bảo quản trong thời gian dài. Hai lớn sinh sản hữu tính. Một nhỏ, cấu tạo chung của hoa. Hoa là chồi sinh sản, cấu tạo gồm bộ phận bất thụ, mở ngoặc không sinh sản, đóng ngoặc, và bộ phận hữu thụ, mở ngoặc sinh sản, đóng ngoặc. Hoa đính vào phần thân cây qua cấu trúc đế hoa. Bộ phận bất thụ gồm lá đài và các cánh hoa. Lá đài thường có màu lục bao bọc và bảo vệ chồi hoa trước khi hoa nở, trong khi cánh hoa thường có màu sắc sặc sỡ, thu hút côn trùng tham gia vào quá trình thụ phấn. Bộ phận sinh sản bao gồm nhụy hoa và lá noãn, hay còn gọi là nhụy. Trong đó, nhụy hoa gồm chỉ nhụy mang bao phấn ở đầu tận cùng. Bao phấn chứa các túi tiểu bào tử là cấu trúc sinh ra hạt phấn. Nhụy cấu trúc gồm 3 phần: núm nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy. Bầu nhụy chứa một hay nhiều noãn phụ thuộc vào loài. Noãn qua quá trình biến đổi hình thành túi phôi chứa tế bào trứng. Hoa có thể là hoa đơn tính, tức là hoa đực chỉ có nhụy hoa và hoa cái chỉ có nhụy, như hoa bí ngô, dưa chuột. Hoặc có thể là hoa lưỡng tính, tức là hoa có cả nhụy và nhụy, như hoa chanh, bưởi. Hai nhỏ, quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật. Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa gồm 3 giai đoạn kế tiếp nhau. 1. Hình thành hạt phấn và túi phôi. 2. Thụ phấn và thụ tinh. 3. Hình thành hạt và quả. A nhỏ. Hình thành hạt phấn và túi phôi. Ở thực vật, giao tử được hình thành từ thể giao tử, tức hạt phấn và túi phôi. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi được minh họa ở hình 259, trang 163, sách giáo khoa. Hình thành hạt phấn. Bao phấn chứa các tế bào mẹ, tiểu bào tử, 2N. Mỗi tế bào này tiến hành giảm phân thành 4 tế bào tử đơn bội, N. Mỗi bào tử đơn bội sau đó nguyên phân hình thành nên một hạt phấn. Hạt phấn, tức thể giao tử đực, là tế bào có cành dày, chứa 2 nhân, gồm nhân tế bào ống phấn và nhân sinh sản. Hình thành túi phôi hay thể giao tử cái, được hình thành từ sự biến đổi của tế bào trong cấu trúc noãn. Cụ thể, tế bào mẹ đại bào tử 2N nằm trong túi đại bào tử của noãn tiến hành giảm phân, hình thành nên 4 đại bào tử. 3 trong số 4 bào tử này sẽ tiêu biến. Một đại bào tử sống sót thực hiện nguyên phân 3 lần, tạo thành 4 tế bào, gồm 1 tế bào trứng, 2 tế bào nhân cực, 3 tế bào đối cực và 2 tế bào kèm. Lúc này, túi đại bào tử được gọi là túi phôi. B. Thụ phấn và thụ tinh. Quá trình thụ phấn. Thụ phấn là quá trình hạt phấn phát tán và rơi trên núm nhụy phù hợp. Ở đa số các loài thực vật, quá trình phát tán của hạt phấn được thực hiện nhờ tác nhân sinh học như ong, bướm, dơi, v.v. hoặc tác nhân phi sinh học, chủ yếu là gió và nước. Một số ít loài còn lại có thể tự thụ phấn.
Căn cứ trên nguồn gốc của hạt phấn và núm nhụy, người ta phân biệt hai hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và thụ phấn chéo. Quá trình thụ phấn xảy ra trong một hoa hay giữa các hoa trên cùng một cây gọi là tự thụ phấn. Trong khi đó, thụ phấn chéo là hình thức thụ phấn xảy ra giữa các hoa của hai cây khác nhau. Quá trình thụ tinh. Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái hình thành nên hợp tử. Trong quá trình thụ tinh, sau khi ống phấn sinh trưởng kéo dài theo vòi nhụy chạm tới túi phôi, xuyên qua lỗ noãn sẽ giải phóng hai tinh tử, tức giao tử đực. Một tinh tử kết hợp với trứng hay giao tử cái tạo nên hợp tử 2N. Một tinh tử còn lại hợp nhất với tế bào lớn chứa hai nhân ở trung tâm túi phôi hay nhân cực, hình thành nên nhân tam bội 3N. Cả hai giao tử đều tham gia vào thụ tinh nên quá trình này được gọi là thụ tinh kết. Hình thức thụ tinh này chỉ gặp ở thực vật hạt kín. Diễn biến của quá trình thụ tinh được thể hiện ở hình 25.10 sách giáo khoa. Quá trình thụ tinh chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên trong như sự tương hợp di truyền, hàm lượng oxy nội sinh của hạt phấn. Ngoài ra, các tác nhân ngoại cảnh như độ ẩm, gió, nhiệt độ là những yếu tố tác động trực tiếp tới khả năng nảy mầm của hạt phấn. Tỷ lệ hạt phấn tìm được đến núm nhụy. Việc nghiên cứu các yếu tố này giúp làm tăng tỷ lệ thụ phấn và thụ tinh, góp phần tăng năng suất cây trồng. C. Quá trình hình thành hạt và quả. Quá trình hình thành hạt. Sau thụ tinh, noãn chứa hợp tử 2N và nhân tam bội 3N sẽ phát triển thành hạt. Trong đó, hợp tử nhân phân chia liên tiếp nhiều lần tạo ra các tế bào con. Sau đó phân hóa hình thành nên cấu trúc của phôi gồm lá mầm, thân mầm và rễ mầm. Nhân tam bội cũng phân chia tạo nên khối tế bào giàu dinh dưỡng gọi là nội nhũ. Ở các cây hai lá mầm, chất dinh dưỡng tích lũy ở nội nhũ sẽ chuyển vào lá mầm, nên hạt của chúng không có nội nhũ. Chất dinh dưỡng trong nội nhũ hay lá mầm giúp nuôi phôi và cây mầm đến khi cây con có thể tự dưỡng. Giai đoạn cuối của quá trình hình thành hạt, vỏ noãn cứng lại và mất nước tạo nên vỏ hạt. Hạt được chia thành hai loại: hạt có nội nhũ, hạt của cây một lá mầm như hạt ngô, lúa mì, lúa, vân vân, và hạt không có nội nhũ như hạt cây hai lá mầm như hạt đậu đen, đậu, hạt bí ngô, hạt lạc, vân vân. Quá trình hình thành quả. Đồng thời với quá trình hình thành hạt, bầu nhụy sẽ phát triển thành quả. Quả có vai trò bảo vệ và phát tán hạt. Hạt xuất hiện làm tăng lượng hormone gồm oxin, cytokinin, gibberellin khuếch tán vào bầu nhụy, thúc đẩy các tế bào tại đây phân chia và gia tăng kích thước dẫn đến hình thành quả. Khi quả đã phát triển đầy đủ và đạt kích thước đặc trưng, quả bước vào giai đoạn già và chín. Quá trình này được điều khiển bởi hormone ethylene. Kiến thức cốt lõi. Thực vật sinh sản theo hai hình thức là sinh sản vô tính, tức sinh sản sinh dưỡng, và sinh sản hữu tính, dâm cành, chiết cành, ghép cành hay mắc. Và nhân giống in vitro là các phương pháp nhân giống được con người thực hiện dựa trên hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Trong sinh sản hữu tính, hạt phấn chứa hai tinh tử, giao tử đực, được hình thành từ các tế bào trong bao phấn. Túi phôi chứa tế bào trứng, tức giao tử cái, được tạo thành từ sự biến đổi của noãn. Thụ phấn là quá trình hạt phấn phát tán và rơi trên núm nhụy. Thụ tinh diễn ra sau thụ phấn, khi một tinh tử kết hợp với trứng tạo hợp tử. Một tinh tử kết hợp với tế bào trung tâm chứa hai nhân cực nằm trong túi phôi hình thành nên nội nhũ tam bội. Đây là quá trình thụ tinh kết chỉ gặp ở thực vật có hoa. Hạt được phát triển từ noãn đã thụ tinh, hạt chứa phôi và nội nhũ hoặc không có nội nhũ. Bầu nhụy phát triển thành quả. Quả có chức năng bảo vệ và phát tán hạt. Bài 25 đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.